trước một đối thủ như Campuchia thì tôi cũng đánh giá rất cao cái năng lực hàng công của Campuchia, thì tôi nghĩ toàn đội nó phải tập trung vào hết sức ở 90 phút trận đấu ở ngày mai. Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại vòng bán kết và chúng em vẫn còn một trận đấu nữa với Campuchia và chắc chắn là chúng em sẽ vẫn muốn giành thêm một chiến thắng nữa để bước vào vòng bán kết với một tâm lý tự tin.